Kính chào quý vị và các bạn. Từ giờ qua, khu vực chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam, áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía Đông, kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao. Thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay đo được tại thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh là 23-24 độ, tương đương so với trưa ngày hôm qua. 24 giờ tới, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam, áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía Đông, kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh được dự báo là trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-25 độ. Cụ thể dự báo cho từng khu vực như sau. Khu vực Đông Bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19-24 độ, độ ẩm từ 78-98%. Khu vực Tây Nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19-25 độ, độ ẩm từ 71-96%. Khu vực thành phố Hải Dương, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 20-25 độ, độ ẩm từ 79-97%. Sau đây là thông tin thủy văn. 24 giờ qua, mực nước các sông xuống chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,43 m. Ngày mai, mực nước các sông tiếp tục xuống và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh triều lúc 14:30 ở mức 1m đến 1m10. Sông Gùa tại Bá Nha đỉnh triều lúc 11:30 ở mức 1m10 đến 1m20. Thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước sẽ kết thúc bản tin tối nay.